国破山河碎，遍地凄狼烟，多少红颜泪，几多人间缘，看不尽满地梨花，望不穿苍茫硝烟，踏平东洋豺狼窝，还我中华艳阳天。青春正灿烂，爱情似火燃，山河是多宽，使命又在前，巾帼英雄胆，豪气冲云天，巾帼英雄胆，豪气冲云天。卸去女儿装，拔出红颜剑，吞下仇和恨，与敌报家园。我在焦土上傲立，你在战火中垂怜，笑谈何言日口诀，太湖儿女多豪杰。Tập 30. Chào mừng cậu, chào ông. Vất vả rồi, nào ngồi đi. Thế nào, có tin tức của Hoàng Lang không? Sau khi đội xe qua được Hứa Thượng Quan, Tư lệnh Quan, Tư lệnh Quan, giặc oa hiếp người quá đáng, không giết khó rửa hận. Thiếu nợ thì phải trả tiền. Hoàng Hạc đi về phía bắc không trở lại. Hoàng Lang, Tư lệnh Hoàng rốt cuộc đi đâu rồi? Harada đồng ý dẫn ông ấy đi lấy vàng. Họ cùng ngồi xe đi rồi. Vậy ông ấy đi về hướng nào? Đi theo đường lớn về phía tây rồi. Mau dừng xe. Đại ca, sao vậy? Con khỉ Nhật Bản đen này đùa giỡn tôi. Nó dẫn tôi lên núi tìm vàng, đi quanh khắp núi, lại nói đau bụng phải đi ngoài. Tư lệnh Hoàng nhất định đòi vào thành lấy vàng. Tôi nói với ông ấy, Harada chết rồi làm sao mà lấy? Chỉ bằng dẫn theo binh lính đi đánh du kích. Nhưng mà Tư lệnh Hoàng không nghe, bắt chúng tôi phải rút lui ngay. Tôi thật sự không làm lại ông ấy, nên chỉ đành dẫn lính của tôi lên núi Thiên Trì thôi. Chỉ đợi người của các ông tới sắp xếp lại thôi đó. Ông xem, có cần tiểu đoàn đặc vụ chúng tôi làm gì không? Đương nhiên là cần rồi. Bây giờ chúng tôi cần các cậu giúp chúng tôi đi giải cứu một người. Được thôi, mau nói tôi nghe tình hình cụ thể đi. Được. Đây là bản đồ chúng tôi trinh sát vẽ ra. Thượng quan, cô có thể ra đây một chút không? Năm năm, sao vậy? Sao vậy? Có tâm sự sao? Cô hiểu rõ hơn tôi. Tôi biết mọi người đều đang giấu tôi, nhưng tôi tin mọi người là có ý tốt. Thật ra không cần phải như vậy đâu. Mọi người nên nói thật với tôi, nói cho tôi biết tình hình thật sự. Tôi là chị em của các cô mà.
Tôi không có yếu đuối như các cô nghĩ đâu. Mau nói cho tôi biết đi. Nói tôi biết tất cả về Trì Bắc Cực đi. Đừng sợ tôi không chịu nổi. Nói cho tôi biết đi. Cô đừng có hỏi nữa. Tôi không dám nói. Tôi sợ. Thượng quan Tinh Lâm, cô sợ cái gì? Tôi sợ cô không chịu được đả kích này. Chị em không muốn nhìn cô buồn. Không đâu. Tôi biết mọi người đều đang điều tra kẻ phản bội. Trong lúc điều tra, các cô chắc chắn đã phát hiện vấn đề của Trì Bắc Cực. Hơn nữa, theo sự phát triển của tình hình, chứng cứ và manh mối càng ngày càng nhiều. Nghi vấn phản bội của Trì Bắc Cực cũng càng lúc càng rõ. Tôi biết các chị em là vì muốn tốt cho tôi. Sợ tôi biết rồi, tinh thần sẽ sụp đổ, đau đớn tuyệt vọng, không còn mặt mũi để nhìn ai. Không, sẽ không đâu. Ngô Việt Nam tôi là đảng viên, là quân nhân. Sẽ không vì sự phản bội của người yêu mà từ bỏ nguyên tắc cách mạng và tinh thần đảng cao cả. Tin tôi đi. Nếu Trì Bắc Cực là kẻ phản bội thì anh ta chính là kẻ địch của tôi. Người đầu tiên bắn anh ta nên là tôi. Nga Tử, Nam Nam, tôi biết là cô rất mạnh mẽ. Cô nhìn cô kìa. Chuyện của tôi mà cô khóc làm gì? Chỉ cần chị em chúng ta còn có thể ở bên nhau thì sẽ chiến thắng tất cả khó khăn, tất cả kẻ thù. Được rồi, mau quay về nghỉ ngơi đi, nghênh đón trận chiến mới của ngày mai. Tá Nakano,
nhanh lên. Mau chạy đi. Nhanh lên, đi. Nana, mau cởi trói đi. Cởi trói ra. Nhanh lên, Nana. Không sao chứ. Quasimodo, các ông cuối cùng cũng đã tới rồi. Tôi đã hứa tôi sẽ tới bảo vệ cho cô mà. Không sao, không sao rồi. Được rồi. Đi thôi. Mấy ngày này để cô phải chịu khổ rồi. Tôi không sao. Lần này may mà có Hàn Mai trúc. Tôi biết. Hai hôm trước cậu ta cải trang thành ăn mày, cố tình chạy tới chỗ cô Qua Tử Nguyệt, bí mật nói cho cô ấy biết kế hoạch giải cứu cô. Cô Qua đã kịp thời thông báo cho chúng tôi. Chỉ đạo viên, tôi còn có một tình báo quan trọng phải nói với mọi người. Cô nói đi. Tri Bắc Cực, hắn ta là... Chúng tôi đã nghi ngờ anh ta từ lâu. Chỉ đạo viên đã báo cáo với chỉ huy quân khu. Quân khu sẽ cử chuyên gia tới để điều tra nghi vấn phản bội của anh ta. Không, không phải nghi vấn, cũng không phải nghi ngờ. Hắn ta chính là kẻ phản bội. Tình báo thuyền quân nhu chính là hắn ta nói cho Daniel Unko. Là cậu ta nói sao? Sao cô biết được? Hàn Mai Trúc nói cho tôi biết. Anh ta và Trì Bắc Cực thường xuyên họp ở dinh thự của Nanjo Unko. Mọi chuyện liên quan tới chuyện thuyền quân du bị tập kích, hắn biết rõ tường tận. Kế hoạch vết đen mặt trời cũng chính là lợi dụng thuyền quân du bị cướp, dù chúng ta cử binh lính tới rồi bắt cọ một mẻ. Toàn bộ thành viên tổ đặc nhiệm nghe lệnh. Từ ngày hôm nay, chỉ cần nhìn thấy Trì Bắc Cực, giết không cần hỏi, không được do dự. Chỉ đạo viên Nana, bộ vừa gửi điện báo tới. Chỉ huy nói chúng ta chính thức thông báo tiểu đoàn trưởng Trần. Bộ quân sự Tân Thứ Quân đã chính thức phê chuẩn tiểu đoàn trưởng Trần dẫn binh quy hàng. Bộ quân sự ra lệnh, tiểu đoàn trưởng Trần từ ngày hôm nay dẫn tất cả binh lính quy hàng của cậu chuyển tới khu Mã Sơn Chua Tích. Nhân sự sắp xếp của quân khu Tô Chiết Tân Thứ Quân, mệnh lệnh bổ nhiệm đồng chí Trần Khởi làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn đặc vụ đặc khu quân khu Tô Chiết Tân Thứ Quân, quyền chỉ huy Tân Thứ Quân Trần Nghị. Tiểu đoàn trưởng Trần, tôi thay mặt Tân Thứ Quân chào mừng cậu gia nhập đội ngũ của chúng tôi. Cảm ơn, cảm ơn các ông. Xin lỗi chị Unko, em bắn không chính xác như chị nghĩ. Đúng vậy, em không bắn trúng tim của cô ta, chứng tỏ tay em mềm. Tay em mềm chứng tỏ em mềm lòng. Đúng vậy, em đúng là mềm lòng. Nhưng cô ấy là người em từng yêu. Nếu là chị có một súng bắn chết liên qua hay không? Không cần nói nữa. Chị biết, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, mọi người đều rất chán nản, không vui vẻ. Đương nhiên, em cũng rất khó khăn rồi.
Em đã cầm súng đã ngắm chuẩn, em còn bắn cô ta bị thương. Cảm ơn chị Unko đã thông cảm. Nếu không có chuyện gì khác, em tạm biệt trước. Liên Hoa chắc hẳn là người ám sát thầy Dương. Bây giờ điều duy nhất thiếu là chứng cứ. Sự tồn tại của Nakano là nguy hiểm lớn nhất hiện tại của mình. Liên Hoa, có biết tại sao hôm nay tôi kêu anh tới hay không? Hôm nay pháp trường bị cướp, quá thông minh, thông minh tới mức giật mình. Cô quá khen rồi. Chuyện hôm nay người khắp Thái Hồ đều đã biết, gần như đã trở thành trò cười, đề tài cho mọi người tán dóc. Cô gọi tôi tới, tôi gọi anh tới là muốn nghe thử suy nghĩ của anh. Hôm nay chúng tôi tại sao lại bị tập kích? Chuyện này rất đơn giản, đã có người tiết lộ. Có người đem thời gian địa điểm của sự bắn Serena nói cho đảng Cộng sản biết, đã bố trí mai phục xung quanh pháp trường. Chuyện xảy ra như vậy đó. Nói rất nhẹ nhàng, nhưng mà logic rất chặt chẽ. Bởi vì anh là người làm những chuyện thế này. Đúng vậy, tôi từng làm. Nhưng mà chuyện hôm nay không hề liên quan tới tôi. Chính là bởi vì không liên quan tới anh nên tôi mới gọi anh tới giúp tôi phân tích xem đây là do ai làm. Tôi không muốn nói thẳng, nhưng mà tôi có thể nói cho cô biết một định lý bất bại. Là định lý gì? Ai không muốn Serena chết nhất thì người đó là đáng nghi ngờ nhất. Đúng. Anh Hằng, muộn như thế này rồi, là tới tìm bà chủ qua phải không? Cô ấy về nhà rồi. Không, tôi tới tìm anh, tìm tôi. Anh xem người trong hình này, có phải người hôm đó đã tới đây và muốn nói gặp thầy Dương không? Đúng vậy, đúng vậy, chính là người này. Sao vậy? Anh không có gặp được anh ta sao? Đúng vậy, tôi không gặp được anh ta. Nhưng mà thầy Dương bị giết rồi. Nga Tử, có tin tức rồi. Thuyền điện đài ở chỗ cướp hồ. Không 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 không, là cướp hồ cũ, cũng chính là đội tự vệ kháng Nhật Thái Hồ hiện tại, trong tay của Cố Nhị Nương. Cái gì? Trong tay Cố Nhị Nương? Sao mà anh biết được? Sáng hôm nay tôi đi ra chợ mua rau, gặp được người làm của quán cơm Tây Sơn Thái Hồ. Anh ta nói với tôi hôm trước, phó tư lệnh của bộ tư lệnh cảnh vệ đã mời tiểu trí đảng của đội tự vệ chống Nhật Thái Hồ bây giờ ăn bữa cơm, bàn bạc chuyện bán điện đài này cho bộ tư lệnh cảnh vệ. Cái gì? Bán thuyền điện đài cho quân ngụy sao? Tiểu trí đảng này có mấy cái đầu vậy chứ? Hắn làm gì có đầu óc đâu, hắn chỉ có cái mông thôi.
Nhưng mà cô mau nói một tiếng với trưởng trạm Dương đi, để ông ấy ra tay sớm. Nếu không, tiểu tí đảng lại đưa thuyền điện đài về tay quân Nguyện Nhật thì chuyện này phiền phức lắm đó. Đi, nhanh lên. Bán qua đây. Bán qua đây, đứng lại. Đi, đi, nhanh lên. Đưa túi đây. Đi, nhanh lên. Có cô gái kìa. Đứng lại. Cô gái kìa, đứng lại. Đứng lại. Hà làm gọc chợ còn hơn gói lạnh. Quá tốt rồi. Long Long bấy lâu nay luôn âm thầm làm việc không ai biết đến. Mọi người đều không rõ thân phận thật sự của cậu ấy. Bây giờ cuối cùng đã rõ rồi. Lúc quan trọng lấy được tình báo quan trọng nhất. Đúng là không hót thì thôi, hót là chấn động. Đúng vậy, tôi cũng không ngờ. Tối hôm qua không tìm được cô. Cô tới chỗ cậu ấy sao? Anh ấy nói rồi, nếu cần phối hợp chủ lực thì anh ấy là người đầu tiên lên. Thế này, vậy thì cô vất vả chạy một chuyến nữa đi. Nói cậu ấy, chúng ta cần cậu ấy phối hợp. Phối hợp thế nào? Tình hình chi tiết, lát nữa tôi sẽ nói cho cô biết. Được, được rồi. Các cô tới rồi, có tình hình gì không? Long Long nói cố dị nương sắp mừng thọ. Cố dị nương sắp mừng thọ sao? Tôi nói cô ấy mới bao nhiêu tuổi mà mừng thọ cái gì chứ? Người ta ăn sinh nhật thì có gì mà không được. Chúng tôi thấy đây chính là một cơ hội tốt để dựa vào. Cô nói xem, nên dựa vào thế nào đây? Đi chúc thọ, hát biểu diễn. Đúng vậy. Ông nhìn cái gì vậy chứ? Chỉ đạo diễn. Đúng vậy đó. Ông đang lựa hành hay là lựa cải đây? Chỉ đạo diễn vẫn chưa hiểu sao? Tôi nói mấy cô bé các cô, đúng là càng ngày càng tinh ranh. Tôi làm không lại các cô. Được rồi, vậy chúng ta sẽ đi. Nào, nói tôi suy nghĩ của các cô đi. Tư lệnh Lưu, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ của các cậu có cần tham mưu trưởng không? Tôi đến đầu quân đây. Tham mưu tí sao? Sao vậy? Anh đầu quân tôi hả? Đúng vậy. Cậu chế độ nổi tiếng tôi quá cao hay là danh tiếng của tôi quá lớn, không dễ sắp xếp đây. Tôi suy nghĩ rồi, tư lệnh vẫn là cậu làm. Tôi làm tham mưu trưởng. Tí đảng, anh mạnh thật đó. Anh muốn đầu quân thì đầu quân, muốn làm tham mưu trưởng thì làm tham mưu trưởng sau. Anh đang nghĩ cái gì vậy?
Lưu Tam Bạch, cậu đừng có giả vờ làm cô Long Thái Hậu với tôi nha. Có phải anh không ở được chỗ của Cố Dị Nương nữa không? Tan vỡ hoàn toàn rồi, cắt đứt rồi. Tại sao vậy? Còn không phải là gì chiếc thuyền điện đài đó hay sao? Cô ấy không cho tôi bán cho các cậu. Vậy thì thuyền đâu? Cậu yên tâm đi, tôi không tới đòi quan hàm bằng tay không đâu. Chỉ cần cậu đồng ý với tôi thì chúng ta vẫn tiếp tục làm ăn. Có điều lần này tôi không cần tiền, tôi muốn làm quan. Được, tôi đồng ý với anh. Anh nói đi, thuyền ở đâu? Vẫn ở chỗ cũ thôi. Cậu kêu hoàng quân và người của cậu đi theo chỗ mà tôi chỉ để lấy hàng là được rồi. Tiểu Tí Đảng, tôi nói cho anh nghe, hôm qua trên bờ Thái Hồ xảy ra một chuyện mới lạ, anh có biết không? Nan Jo Unko suýt chút nữa bị Tân tướng quân bắn ở rừng cây bên hồ. Có chuyện này sao? Đương nhiên rồi. Đừng như vậy. Nan Jo bị bắn thì tôi đầu quân ai đây? Tôi nói anh Tiểu Tí Đảng nghe, Tân tướng quân giỏi thật, đã cướp được pháp trưởng của hoàng quân tiểu Nhật Bản. Người yêu của đội trưởng Nakano Hiến Binh cũng cướp đi được rồi, anh biết không? Chuyện trùng hợp hơn nữa là chuyện này xảy ra trong khu căn phòng của tôi mà tôi không hề hay biết gì. Một chút xíu tôi cũng không biết gì luôn. Anh nói xem có kỳ lạ hay không? Giống như là anh trộm chiếc thuyền điện đài của tôi vậy. Khoan đã, cái gì mà giống y như tôi? Đương nhiên rồi, tôi không ở hiện trường, liên quan gì tới tôi chứ? Chuyện cậu nói tôi biết, nhưng mà nghe cậu nói như vậy thì tôi lại không biết rồi. Tiểu Tí Đảng, rốt cuộc là anh có biết hay là không biết đây? Tôi không biết Lưu Tam Bạch cậu ta rốt cuộc là bên nào. Bên nào có sữa thì uống bên đó. Giỏi, thấu đáo. Biết rồi. Mặt này Tiểu Tí Đảng tôi tự thấy không bằng. Vì vậy tôi chỉ đành làm người đứng thứ hai thôi. Nói chuyện chính đi, chức tham mưu trưởng của tôi thì... Tiểu Tí Đảng, tôi nói cho anh biết nha, làm việc chúng ta làm theo quy tắc ngành, làm ăn theo quy tắc làm ăn, cướp thì theo quy tắc cướp. 20 chiếc điện đài công suất lớn này đến nơi thì chức tham mưu trưởng để cho anh. Ít đi 2 chiếc thì anh là phó tham mưu trưởng thứ nhất. Ít đi 4 chiếc thì anh làm phó tham mưu trưởng thứ hai. Nếu chỉ có được 10 chiếc thì anh chỉ có thể làm tham mưu thôi, có biết chưa? Chức vụ mà anh muốn tỷ lệ với cống hiến của anh. Chuyện này anh không ý kiến gì chứ? Tính toán kỹ thật đó. Được, 20 chiếc, đảm bảo không thiếu một chiếc. Nói xem giao hàng ở đâu. Chuyện này hả? Uống từ từ thôi, có chừng nóng đó. Hát biểu diễn sao? Tôi không hiểu ý của các cô. Cố Nhị Nương ăn sinh nhật, chúng ta chúc thọ cô ta, hát biểu diễn cho cô ta. Tôi vào đây. Đều ở đây sao? Mọi người xem đi. Nana, tôi mua cái gì cho cô nè? Bánh gạo cô thích nhất đó. Bánh gạo, được rồi, ăn đi ăn đi. Đang uống thuốc sao? Ăn một chút bánh đi. Sắc mặt tốt lên rồi đó. Rất tốt, rất tốt. Mau ăn đi. Mau cho tôi uống miếng nước đi. Đông muốn chết, còn phải xếp hàng nữa đó. Nào, uống chút nước đi. Cô ăn đi, mọi người cùng ăn đi. Tôi không ăn đâu, tôi ăn tô mì rồi. Chị Nana ăn đi. Cô ăn từ từ, đâu có ai dành của cô đâu. Tôi muốn ăn nhiều thật nhiều, ăn thật mạnh, nhanh chóng hồi phục thể lực để cướp lại thuyền điện đài về. Được, tôi thấy ý kiến này rất hay. Coi bộ các cô đang rất vui. Lúc nãy đang nói gì vậy? Được rồi, chúng ta nói chuyện chính đi. Tôi cảm thấy cách hát biểu diễn hôm đó mà Du Tuệ nói rất hay. Ý tưởng này rất hay. Cô xem nhé,
Cố nhị nương này, cô ta trộm thuyền của chúng ta đi, có phải không? Bây giờ cô ta đang đi khắp nơi trộm tính, muốn bán thuyền điện đài. Còn nói nếu bây giờ chúng ta chạy thẳng tới đó, đòi cô ta trả thuyền, thì cô ta chắc chắn sẽ không đồng ý, phải không? Nói không chừng còn vấp phải sự kháng cự của họ. Nếu họ giấu thuyền điện đài đi, hoặc là đem đi nơi khác, thì không chừng càng phiền phức hơn sao? Cho nên tôi nghĩ là chúng ta nên nghĩ thêm cách khác. Chúng ta tiếp cận trước, tìm hiểu rõ vị trí của thuyền, xác nhận xem điện đài có bị mất không, có phải không? Sau đó chúng ta sẽ tìm cơ hội khác đàm phán với cô ta, để cô ta giao thuyền ra. Lần trước chúng ta từng tiếp xúc với đội tự vệ Thái Hồ, tôi cảm thấy cố nhị nương này cũng rất thấu tình đạt lý. Đối với đồng chí Dương Đức Tài của chúng ta thì mở miệng ra là anh Dương nghe rất là thân thiết. Ghen tị chết đi được. Thôi đi, thôi đi. Sáng nay Long Long lại đưa tình báo tới, nói trong đội tự vệ Thái Hồ người khó đối phó nhất là tham mưu trưởng Tiểu Tý Đảng. Tên này vốn chỉ là một tên lính tham mưu, ôm súng bỏ chạy khỏi quân quốc dân, đầu quân cho chồng của cố nhị nương, cố đại ma tử. Cố đại ma tử này từng cướp đồ của giặc. Lúc giặc cử cảnh sát bắt ông ta đã bị bắn chết trên hồ. Sau đó, cố nhị nương từ áp trại phu nhân lên chức thành thủ lĩnh cướp hồ, thu nạp lực lượng cướp hồ nhiều nơi, lập nên đội tự vệ chống Nhật Thái Hồ, chuyên môn đánh cướp thuyền buôn vật tư của người Nhật Bản, nhưng tuyệt đối không làm hại thuyền buôn hợp pháp và người dân. Nhưng thuộc hạ thì tốt xấu lẫn lộn, thường xuyên xảy ra chuyện trộm cướp. Tình báo của Long Long nhắc nhở chúng ta, nếu Tiểu Tý Đảng biết chúng ta tới đó, chắc chắn sẽ có phòng bị. Cách cũ đi, làm thành một cánh hát kịch tới đó, giống như lúc đánh Hứa Thượng Quan vậy. Không vấn đề gì. Lần này chúng tôi tới thăm cô cũng là muốn nhờ cô cho ý kiến. Hát bình đàn hay là hát kịch đây? Chúc thọ thì tôi thấy hát ngũ nữ bái thọ đi, vừa vui. Người của chúng ta cũng có tác dụng. Năm cô gái chúng ta chia ra diễn năm cô con gái. Chỉ đạo viên sẽ diễn lão thọ Tinh Dương Kế Khăn. Ý kiến này rất hay. Nói rõ nha, tôi cũng không biết hát kịch đâu. Có gì mà không biết hay không? Lên đó giả bộ là được rồi. Giả bộ cũng đâu thể làm đại được đâu, đúng không? Cô phải có lời thoại chứ. Nam Nam, Du Tuệ viết lời, tôi thiết kế làn điệu. Nga Tử tìm phục trang, Thượng Quan tìm đạo cụ. Chúc thọ mà, cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Cô thì đủ rồi, còn ai làm đạo diễn đây? Chỉ đạo viên, tôi thấy là Nana đi. Cô ấy vốn dĩ là lính văn nghệ, đây là sở trường của cô ấy mà. Được, được, được. Chiều sẽ diễn tập. Chỉ đạo viên, tới giờ nhận điện báo rồi, tôi về trước đây. Vậy được, cô mau về trước đi, tôi sẽ về ngay. Nana, cố gắng nghỉ ngơi, tôi về trước đây. Đúng rồi, nhiệm vụ lần này không bằng trận đánh Hứa Thượng Quan. Tình hình bây giờ là như thế này. Trước mắt thuyền điện đài đang nằm trong tay người ta, chúng ta thì ném chuột sợ dở bình. Cô nói đánh thì không thể đối đầu trực diện, phải không? Nếu đánh thật thì chiếc thuyền điện đài đó đánh hư mất, điện đài hư mất, chúng ta không gánh nổi trách nhiệm này đâu, phải không? Nếu cô không cướp thuyền điện đài về thì chúng ta không thể xem là hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy đây là một vấn đề rất khó xử. Còn một chuyện khó nữa đây, đó là dưới tay cố nhị nương, dù gì cũng có cả hơn trăm người. Nếu mà đánh thật thì chúng ta chưa chắc chiếm được thế thượng phong. Lực lượng của tiểu đoàn trưởng Trần thì đều đi sắp xếp rồi. Các cô suy nghĩ xem, coi chúng ta có cách gì hay hay không. Không phải xin chỉ huy cử thêm lực lượng tới sao? Báo cáo này gửi lên rồi, nhưng mà cấp trên vẫn chưa trả lời. Vì vậy chúng ta vẫn phải chuẩn bị cả hai phía. Một khi chúng ta tới đó mà không có ai phối hợp chiến đấu, lỡ như tới lúc đó cố nhị nương Tiểu Tý Đảng họ trở mặt, thì chuyện này đúng là không dễ làm đâu.
Hay là đi tìm Hà Nham nữa đi. Lần trước bị người ta gạt cho gáo nước lạnh, cô không nhớ sao? Muốn thì cô đi đi. Chúng ta bây giờ không phải là không có quân sao? Cũng là hết cách thôi mà. Cô đoán chỉ nhớ ăn chứ không nhớ bị đánh. Cách tốt nhất vẫn là đợi chỉ huy cử lực lượng tới. Vài ngày nữa là sinh nhật của nhị nương rồi. Cho dù bây giờ lực lượng lẻn vào, e là cũng trễ mất ba thu rồi. Nếu như tiểu đoàn trưởng Trần chưa đi thì tốt quá. Tôi nghĩ chỉ huy sẽ biết khó khăn của chúng ta thôi. Cử một phân đội nhỏ tới không phải là không được sao? Các cô bàn chuyện diễn kịch trước đi, tôi phải về ngay. Có lẽ hôm nay chỉ huy sẽ trả lời. Quân khu trả lời hay chưa? Sắp dịch xong rồi. Nếu không cử được quân tới thì thảm rồi. Không lạc quan cho lắm. Không có quân để cử sao? Số 0 đã nhận được điện báo chuyện xin chi viện. Quân khu nghiên cứu quyết định như sau: dạo này bộ đội cơ động đều đi Bắc Giang tham gia chiến đấu chống càn quét, tạm thời không có quân để cử đến. Phía ông có thể chọn thực hiện các phương án sau: 1. Lùi hành động cướp thuyền lại 10 ngày đợi chi viện. 2. Mượn linh quấn bạn phối hợp chiến đấu. 3. Nếu gặp tình hình khẩn cấp, tức là thuyền điện đài có nguy cơ lại rơi vào tay của quân Ngụy Nhật mà không thể cướp lại an toàn, thì có thể cử người lẻn vào hang cướp, đổ hủy điện đài và thuyền. Tuyệt đối đừng để lại bất cứ tai họa ngầm gì. Nguyên. Hay là dời lại đi. Dời lại sau. Không thể nào. Tiểu tí đảng đã đang bàn chuyện bán thuyền điện đài với quyền quân Nhật rồi. Một khi bọn họ đạt được giao dịch thì sẽ giao điện đài vào tay của Nhật. Không được, tuyệt đối không thể đợi. Vậy thì lần này chúng ta đi diễn kịch, hãy chuẩn bị đủ thuốc nổ, chọn thời cơ cho nổ thuyền. Nổ thuyền, đó là Hà Hạ Sách. Thân là trạm trưởng binh trạm Trường Giang, tôi biết số điện đài này không dễ mà có được. Vì để chi viện cho kháng chiến trong nước, mười mấy hoa kiều ở nước ngoài trải qua trăm ngàn gian khổ bí mật mua từ bên kia đại dương, rồi lại vượt qua nhiều dòng phong tỏa mới tới được Thượng Hải. Trong quá trình vận chuyển lại hy sinh bao nhiêu đồng chí, bỏ ra cái giá lớn như vậy. Không tới lúc bất đắc dĩ, tôi kiên quyết không thể làm như vậy được. Năm thuyền vật tư quân du, chúng ta đã đưa được bốn thuyền đi, chỉ còn lại một chiếc cuối cùng này thôi. Không 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 không, kiên quyết không thể làm như vậy được. Muốn nổ thuyền thì đem chung dương đức tài tôi nổ chung với điện đài đi. Đây là điện báo tướng quân Hồng Nguyên kêu tôi đưa cho cô. Kẻ địch trước mắt, quyết định chuyện cả đời trước. Đuổi giặc qua đi, rồi làm lễ cưới. Cha ơi, con gái hoàn toàn không yêu Hải Nam. Con và anh ta là hai giai cấp khác nhau. Con là đảng viên cộng sản, sao có thể lấy sĩ quan của quốc dân đảng được chứ? Tại sao cha không suy nghĩ cho con gái? Nếu không phải vì giải cứu nguy cơ của tổ đặc nhiệm, sao con có thể chịu sự bám riết của Hà Nam được đây? Cha ơi, cha thật sự không nên vội vàng hứa với Hà Nam như vậy. Một bức điện báo của cha khiến con gái không còn đường lui nữa rồi. Cha kêu con phải làm sao đây? Làm sao đây hả cha?
Dương Đức Tài, chúng tôi đã viết xong lời thoại rồi. Hay lắm, ông mau đọc thử đi. Chỉ đạo viên, chúng tôi suy nghĩ rồi. Ông không diễn vai ông già mà diễn vai bà già, thế vai cố dì nương. Chỉ đạo viên, ông sao vậy? Lúc nãy không phải còn đang bình thường sao? Không có sốt. Được rồi, lời thoại tôi chưa đọc được đâu. Bây giờ tình hình vô cùng nghiêm trọng. Quân khu cũng có điện báo rồi. Nói là diện binh không thể đến được trong 10 ngày. Muốn đợi thì phải đợi thêm 10 ngày. Không thể nào đợi được nữa. Tình báo của Long Long nói rất rõ ràng. Không tới 3 ngày, tiểu tứ đẳng sẽ bán điện đài cho người Nhật Bản. Đợi thêm 10 ngày thì quá trễ rồi. Đầu bộ trưởng Nguyên có phải có vấn đề hay không? Nga tử, không được nói chỉ huy như vậy. Quân khu còn cho chúng ta một phương án khác. Là phương án gì? Nổ thuyền. Cái gì? Cho nổ thuyền điện đài sau. Nổ luôn cả điện đài. Nguyên Hòa Bình điên rồi phải không? Chắc chắn là điên rồi. Sao có thể như vậy được? Chúng ta tới du tích để làm gì? Không phải để cướp thuyền sau. Kế hoạch cướp thuyền không hoàn thành. Bây giờ còn phải cho nổ thuyền điện đài. Nếu như chúng tôi trở về đơn vị cũ, sẽ bị người người chỉ trích, mắng cho không còn gì. Không được, chỉ đạo viên. Chuyện ngu ngốc như vậy chúng tôi không làm được đâu. Lùi 10 ngày không được, cho nổ cũng không được. Lẽ nào chúng ta không còn một con đường thoát nào sao? Có một con đường đã đi, nhưng mà chứng tỏ đi không được. Trên đời không có con đường nào là không đi được hết. Yeah.